Chào các bác. Mời các bác buổi sáng chè thuốc làm cây với em nhé. Ngắm một vài cái cây. Đấy, bắt đầu có nắng rồi đấy. Có thể là chưa hết mưa đâu, bởi vì là rễ cây nó còn trắng đầu lắm các bác, cho nên là vẫn còn mưa đấy, nhưng mà nó sẽ không rầm rề như là cái đợt vừa rồi. Đấy, cái rễ này. Khi nào mà rễ này nó vẫn còn trắng đầu này là vẫn còn mưa, nước lớn lắm các bác nha. Theo kinh nghiệm là như vậy. Đấy, thì sáng nay cũng chưa biết nhặt cây nào rồi để làm. Hứng như cái mang nước nó đang rất là đầy nước, thì bê vào nó cũng ướt át. Thì sẽ quay một cái hiện tượng thời tiết các bác xem đấy. Ví dụ cái si tê chuột này, nó phun rễ trắng khủng khiếp không? Nước nó, hơi nước nó theo xuống, dã man. Đấy là điều kiện, cái thời tiết này là điều kiện rất thuận lợi để làm lại bệ một số cái cây mà nó mát, mà khi mà các bác cắt xong mà ráo nước nó khô khô những đầu rễ này rồi, úi xuống sau gặp mưa nó phun ra thì không cái gì ngăn cản nổi. Cho nên làm bệ biết mùa này thu bệ xòe ra thích lắm. Tất nhiên là cây phải già chút chứ non thì cũng mệt lắm. Đấy là một hiện tượng thời tiết các bác, cái si tê chuột đang làng rất là hay. Nên xem là nhặt cái gì ra để làm bây giờ. Cây đẹp lắm nhưng mà phải ly, cái này phải ly, không cắt vội. Cây si nhiều đầu đang làng. Cây này sau rất là thành công. Cây này giá nhập vào hợp lý, sau lên tiền nhiều. Tất nhiên mình không tính thương mại đâu, nhưng mà tính chơi là nó là một cây đẹp. Cây này gần đây bắt là ưng ý nhất. Mỗi tội hơi non và một chút thôi. Non thì nuôi mới già, chứ bây giờ già đồ này bắt được tiền trăm không bác. Nói luôn như thế. Những cây như này mà bây giờ già mà khô thì tiền trăm. Đấy, nói luôn như vậy. Xem là cây này hay làm cây này nhỉ. Cái này vẫn phải nuôi phóng cút, chưa làm được. Thôi lại kiếm cây hoàn thiện mà nhặt được. Cái si này ngứa mắt lắm nhưng mà chưa làm được. Đấy, dễ nó phi trắng cái thân. Mùa này đấy làm bệ lấy vách thì thôi rồi các bác, nó bò dễ giếc, nó bò ra thì khủng khiếp lắm, lấy vách xuống sướng lắm. Quất này chín hết. Thôi nhặt cây này ra làm đi, nó hòm hòm, nó hơi nhiều nước các bạn. Đấy, vừa rồi là dư nước ấy. Làm cây này đấy, nước nó đang chảy óng óng ra kìa bác. Mình hứng, mọi khi mình hứng mình không thả quá như này đâu, nhưng mà nó mưa nhiều quá chưa kịp rút thôi. Hứng là hứng cái nước phân các bác, nó chảy ra phí mà nó mát cây, nhưng mà đang như mưa thế này thì có mặt dư nước. Nhưng mà bỏ ra thì cũng không ổn, bỏ ra nước phân nó chảy ra cũng khiếp lắm. Đấy thì mai ngày kia nắng thì nó lại rút hết thôi. Cắt cái này cắt luôn, sau nhổ cỏ đây đi. Ăn điều phút các bác nhé, bữa ăn trò chuyện cuối tuần với các bác thì. Có lúc nào gần mà làm cùng thì vui quá. Mong không được giọt nước nữa. Nước nó chảy không?
Xong rồi, lại sạch sẽ, nhìn sáng sủa hơn rồi. Mới nhìn sợ quá. Bỏ rác rồi bẩn thỉu. Đấy, không phải là cây xuất sắc nhưng mà là cây chơi rất hay. Dân quê rất hiền hòa. Đấy. Đấy, các bác nhìn. Cỏ rác nó làm bẩn thỉu, nhìn khủng khiếp. Ok, xong cây này để chuẩn bị sang cây khác. Định vặt hết lá thôi, lâu mất thời gian, để lần sau thì vặt. Đấy, các bác. Chuyển sang cây khác các bác nhé, làm hai cây để thời tiết nó đang đẹp này, không tranh thủ mà làm.